Đây là Rubik 0x0 đang được bán với giá là 80 đô. Và có cả kỷ lục thế giới là 0.03 giây. Và ngày hôm nay, bất kỳ ai phá được kỷ lục thế giới của khối Rubik 0x0 này thì sẽ được nhận một khối Rubik 0x0 mạ vàng phiên bản giới hạn. Đây là Nguyễn Thị Kim Nhã, nữ cuba top 1 khu vực miền Nam. Đây là Lê Hà Phong, người giải Rubik một tay nhanh nhất Việt Nam. Đây là Nguyễn Hoàng Thiên Phú, đương kim vô địch Việt Nam Championship. Đây là Tuấn Tỉnh Táo, huấn luyện viên chuyên nghiệp tại Học viện Rubik BMT Academy. Ủa gì vậy? Kinh chá nhỉ? Kinh chá nhỉ?